Chào mừng quý thính giả và các bạn đã quay trở lại với kênh podcast của Bưu điện Việt Nam. Hôm nay, chương trình podcast số 59 sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm bảo hiểm mà không giới hạn độ tuổi tham gia và phạm vi bảo hiểm đối với mọi rủi ro tai nạn. Và cùng theo dõi ngay sau đây nhé, để có cho mình và người thân một gói bảo hiểm thật là ý nghĩa. Quý thính giả và các bạn thân mến, bảo hiểm bảo an bưu điện là sản phẩm bảo hiểm do bảo hiểm PTI thiết kế và được phân phối độc quyền trên mạng lưới của Bưu điện Việt Nam. Đối tượng tham gia bảo hiểm sẽ là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đáp ứng những điều kiện sau đây. Thứ nhất là không bị các bệnh như động kinh, tâm thần hoặc là phong. Thứ hai là không bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên. Và đặc biệt hơn cả là bảo an bưu điện hiện là sản phẩm duy nhất trên thị trường mà không có giới hạn về độ tuổi tham gia, trong khi các sản phẩm truyền thống khác hiện nay đều có giới hạn độ tuổi tham gia đến 70 tuổi. Bảo an bưu điện là sản phẩm bảo hiểm cho mọi rủi ro do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Tai nạn ở đây được hiểu là một sự kiện bất ngờ, không lường trước được, xảy ra ngoài sự kiểm soát của người được bảo hiểm, gây ra bởi một lực hữu hình từ bên ngoài tác động lên thân thể của người được bảo hiểm và là nguyên nhân trực tiếp làm cho người được bảo hiểm bị thương tật thân thể hoặc tử vong. Chỉ với mức phí rất nhỏ là 52.000 đồng trên một người một năm, bạn sẽ nhận được các quyền lợi bảo hiểm sau đây. Thứ nhất, chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm khi không may tử vong do tai nạn hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn với số tiền lên đến 10 triệu đồng. Thứ hai, chi trả cho các thương tật cụ thể được ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Thứ ba, hỗ trợ chi phí vận chuyển khi bị thương tật thuộc bảng quyền lợi được ghi trên giấy chứng nhận, 200.000 đồng trên một thương tật. Tuy nhiên, chương trình cũng xin cung cấp thêm cho các bạn một số điểm loại trừ như sau. PTI sẽ không chịu trách nhiệm trả tiền bảo hiểm trong những trường hợp sau đây. Thứ nhất, hành động cố ý của người được bảo hiểm hoặc của người thụ hưởng. Thứ hai là trong trường hợp người được bảo hiểm vi phạm pháp luật, ví dụ như là đánh nhau hoặc là vi phạm an toàn giao thông. Vi phạm luật giao thông bao gồm điều khiển các phương tiện giao thông không có giấy phép lái xe hợp lệ đối với loại xe bắt buộc phải có giấy phép lái xe hoặc là đua xe, dù là hợp pháp hoặc là bất hợp pháp đi chăng nữa. Tiếp theo là xe đi vào vùng cấm hoặc khu vực cấm hay là vượt xe trong đường cấm vượt hoặc là đi ngược chiều của đường một chiều, vượt đèn đỏ hoặc là không chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, hay là xe đi đêm không có đèn chiếu sáng theo quy định. Tiếp theo sẽ là rủi ro bảo hiểm phát sinh khi người được bảo hiểm sử dụng rượu, bia, ma túy hay là các chất kích thích tương tự khác. Thứ tư là điều trị hoặc sử dụng thuốc không theo chỉ dẫn của cơ quan y tế. Thứ năm là tử vong không do tai nạn hoặc mất răng. Và cuối cùng là các điều khoản loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm. Hy vọng rằng những thông tin do chương trình vừa cung cấp sẽ có ích cho bạn. Và cũng đừng quên, các bạn có thể ghé qua Bưu cục, điểm phục vụ gần nhất của Bưu điện Việt Nam để được nhân viên hỗ trợ cung cấp thông tin về sản phẩm bảo hiểm này bạn nhé. Chương trình podcast Bưu điện Việt Nam được phát sóng định kỳ hàng tuần trên các nền tảng Spotify, Apple Podcast và YouTube với tài khoản mang tên Bưu điện Việt Nam. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.